Xin chào các bạn cùng trở lại với F8. Và ở bài học trước là chúng ta đã cùng nhau xây dựng xong cái form liên hệ này rồi. Vậy nên là nội dung chính của video này chúng ta sẽ đi tiếp cái phần ảnh map ở cuối trang này cộng với phần footer luôn các bạn nhé. Nhưng trước khi đi code phần này thì hãy cùng đi sửa hai cái lỗi mà mình mới nhìn thấy. Cái lỗi đầu tiên ấy là về cái nút này các bạn nhé, thì chúng ta đi sửa luôn này. Cái nút này ấy, không phải, cái nút send này. Đó, nó đang không có hiệu ứng chuột, di chuột vào không hề thấy cursor pointer, không thấy hình trỏ chuột bàn tay, không thấy đổi màu gì cả, đúng không? Thì mới cả mình nhận thấy là cái nút bên trên này và cái nút bên dưới nó là một các bạn nhé. Thế nên là chúng ta đang bị mất công đi lặp lại CSS, thế nên là mình sẽ biến cái class này thành cái class dùng chung này. Xoay vào thằng byticket này, copy lấy class của nó là place by btn đây. Search này. Đó, replace cái class này lại để là btn thôi, bởi vì chúng ta biến nó thành class dùng chung mà, đặt ngắn thôi là btn với tắt của cái chữ button các bạn nhé. Và bây giờ sang file CSS search cái class đó tiếp. Chúng ta sẽ thấy tên nó ở đây. Khi chúng ta dùng chung thì chúng ta nhấc nó lên bên trên để cho nó đỡ bị lẫn. Mình cắt rồi nhá, mình vừa bấm Ctrl X để cắt. Mình thả nó vào cái chỗ class dùng chung này này. Mình cũng replace cái tên của nó lại, chỉ còn là btn thôi, được chưa? Và mình lưu lại ra ngoài xem nào. Đó, cái file ticket nó vẫn nhìn như cũ nhá. Và cái class của nó bây giờ chỉ là còn btn thôi các bạn nhá. Đó, vẫn hoạt động y như cũ. Thế bây giờ cái câu chuyện của chúng ta là đi sửa cái class này của cái thằng send này này. Không sử dụng cái class tự đặt này nữa, dùng lại thằng btn thôi. Copy lấy cái class của cái nút này là form submit gạch ngang btn đây. Đó, sửa đi giúp mình, chỉ còn là btn thôi. Sau đó là sang file CSS search cái class đó một lần nữa, xóa bỏ đi bởi vì nó thừa rồi. Chúng ta đang dùng cái class dùng chung là btn. Rồi. Ok, thì bây giờ khi dùng chung lại nó có hai vấn đề sau. Thứ nhất là cái thẻ buy ticket này nó đang dùng thẻ A, được chưa? Thứ hai là cái thẻ input này thì nó lại đang dùng thẻ input. Thế nên là nó có cái tính chất khác nhau. Cái nút này thì hoàn toàn không có cái border. Nhưng cái này ấy, nó đang là có input type bằng button hoặc là input type bằng submit thì mặc định nó sẽ có cái border các bạn nhé. Thế nên là xử lý cái border như thế nào thì hãy lên class chung của chúng ta. Đây, bỏ border đi, border bằng none. Bỏ đi, lưu lại. Đó, đã mất cái border rồi. Cái thằng bên trên này thì nó không ảnh hưởng gì, bản chất nó đang không có border các bạn nhé. Tiếp theo này, hover vào thì cái con trỏ chuột của chúng ta nó vẫn là hình around, nó không phải là hình pointer. Còn bên trên này nó là thẻ A, thế nên là nó mặc định có cái pointer rồi. Thì bây giờ câu chuyện là cũng đi sửa vào cái class chung thôi. Khi hover thì thêm cái gì ạ? Cái cursor bằng pointer vào nữa. Chỉ vào, ok. Còn một vấn đề cuối cùng của cái nút này, đó chính là nó nằm ở bên phải chứ không là ở bên trái. Thì bây giờ các bạn có thể đi đặt một class cho nó, rồi các bạn cho nó cái float bằng right là được nhá. Nhưng thông thường ấy thì các bạn có thể tạo ra một class chung. Nó tương tự như cái hai cái thằng này này. Tạo ra một class chung tên là pull gạch ngang right, pull là kéo, kéo sang phải các bạn nhé. Float bằng right important. Những cái class kiểu này mới dùng important rồi nhá, mình nhắc rất là nhiều đúng không? Rồi, thì bây giờ cứ thằng nào ở trong trang của các bạn trong tương lai mà cần sang phải thêm một class là pull right vào cho mình, hãy nhớ rằng là khi dùng nhiều class thì mỗi class cách nhau bằng bởi một dấu cách nhá. Rồi, đó đã sang phải các bạn nhé, và soi thử xem nào. Đó, nó thừa hưởng cái margin top bằng 16 của class MT16. Thừa hưởng cái style của cái button, hover vào các thứ của button qua cái class là btn và được kéo sang phải nhờ class là pull right các bạn nhé. Ok, là xong rồi. Cái vấn đề số 2 nữa mà mình nhìn thấy đó chính là cái khoảng cách ở những cái section chính của chúng ta đang có vấn đề. Đầu tiên là dưới cái phần member của team này, cái khoảng cách dưới cái áo đến cái phần màu đen này đang rất là ngắn, trong khi ở bên trang mẫu nó đang là khá là dày. Thứ hai là cái khoảng cách ở chỗ này, phần dưới phần vị trí mà họ đi diễn đây thì là ổn rồi. Nó ổn bởi vì video khi mình làm được cái phần này thì mình nhìn thấy cái vấn đề đó, thế nên là mình đã thêm một cái class vào cái thẻ đây này, cái thẻ place list đây nhá. Mình đã thêm một cái là margin bottom bằng 48 pixel, thế nên là nếu mà mình bỏ đi bây giờ ấy, thì nó nhỏ lại y như cái ông trên này đó. Nhưng bởi vì ông này mình nhớ nên mình thêm vào này thì nó mới được cái này thôi, nó mới đúng. Còn bây giờ cái ông cần sách này thì nó lại bị nhỏ, nó nhỏ y như cái ông ở bên trên cái áo này. Nếu mà bây giờ mình bỏ cái thằng ở giữa này đi thì nó sẽ là bằng nhau, cả ba ông đều khoảng bằng nhau. Thế nên là trong trường hợp này ấy, thì chúng ta sẽ không fix bằng cái kiểu là đi thêm margin border bằng 48 pixel vào cái thằng cân sách và cái thằng the band này các bạn nhá. Mà chúng ta sẽ bỏ cái thằng này đi. Bỏ cái margin bằng 48 pixel đi. Mình đi search ở bên trong cái file CSS này. Đó, bỏ đi nhá. Bỏ đi để cho ba thằng nó đều như nhau. Sau đó chúng ta đi CSS một lần ở trong class chung thôi, soi vào class chung nào. Là content section đúng không? Nó chứa cả ba cái khối của chúng ta đều có class là content section đúng không? Search cái class đó. Đây. Nó đang đẩy lên trên, đẩy xuống dưới. Đấy, tức là đệm lên trên, đệm xuống dưới là 64 pixel. Bên trái bên phải bằng 0. Thì bây giờ mình thêm một cái tham số thứ ba đi. 64 cộng với 48 thì là bằng 112, đúng không?
Đó, 112 pixel. Thì đây là bên trên 64 pixel, trái phải vẫn là 0 giữ nguyên và bên dưới là 112 pixel. Tại sao lại mình biết là 112 pixel? Bởi vì là mình cộng cái giá trị padding đẩy xuống ban đầu của nó là 64 cộng với cái giá trị 48 mà khi nãy mình bỏ đi các bạn nhá. Thế nên là nó sẽ giúp mình tạo ra được khoảng cách chuẩn. Đó. Ok, khoảng này là ok rồi. Đó, ok. Rồi, bắt đầu chúng ta đi làm cái phần việc chính nha. Đi tải cái ảnh map này về cho mình, chuột phải vào, lưu nó vào cái thư mục asset img ấy. Đặt tên nó là map. À đây, tên nó là map luôn rồi này. Đó. Sau đó là các bạn đi tạo một cái thẻ div cho nó. Vị trí của nó nằm ở đâu các bạn? À, nó nằm ở bên dưới thằng contact đúng không? Thế bây giờ bắt đầu các bạn xác định đâu là thẻ div bên dưới thằng contact thì rất là khó. Thế nên là các bạn nhìn này, thêm một cái chữ begin vào đây, hai chấm và copy là cái đoạn này. Nhìn cái thẻ đóng của nó này, giống theo cái chuột cái đường kẻ của nó này. Đó, đây là thẻ đóng của nó này. Hoặc là các bạn đang đứng ở đây đúng không? Hover cái chuột sang cái dòng của nó có cái dấu mũi tên này, bấm một cái nó đóng lại. Đấy. Rồi paste cái thằng này xuống bên dưới là end, begin và end chẳng hạn. Thì sau này giả dụ mà có mở ra này, các bạn kéo xuống phát các bạn vẫn biết rằng à đây 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 chỗ này. Thế nên là chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ gọi là có cái thẻ img ở chỗ này các bạn nhá. Đấy, thì thêm thẻ img ở chỗ này, nó vẫn là trong content. Hoặc là các bạn tách hẳn thằng img ra ngoài, tùy các bạn đặt nó hẳn ra ngoài, đừng xong xong phụ trợ được. Nhưng chúng ta cứ coi nó là nằm trong content đi, thế nên là các bạn sẽ để vào đây. Dùng mình một cái thẻ tên là gì ạ? Map gạch ngang section. Đấy, cái phần chứa cái map. Trong này có một cái thẻ img và nó sẽ ok thẻ img thôi và nó sẽ link tới cái ảnh của chúng ta access này, img và map.jpg. Đưa vào cái thẻ an của nó là map này. Rồi sau đó là các bạn đi CSS cho cái thằng map section này, kéo xuống dưới cùng ấy. Đó, trước là footer map đúng không ạ, map section. CSS cho nó, CSS cho cái thẻ img bên trong thôi. Bởi vì cái thẻ này là thẻ div, thế nên là tự động là nó kế thừa hết 100% cái chiều màn hình rồi các bạn nhá. Đúng không? Đó, đây này, soi này. Đây, cái thẻ div này nó kế thừa hết 100% màn hình rồi. Nhưng cái thẻ img ấy, các bạn thấy không? Nó đang không co theo màn hình này. Đó, nó giữ nguyên kích thước của nó. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ phải CSS cho thẻ img width bằng 100%. Width bằng 100% thì nó sẽ luôn bằng 100% cái thẻ chứa nó. Thế nên là bây giờ mình co kéo, nó sẽ nhỏ lại. Đó, các bạn thấy chưa? Ok. Thì phần ảnh xong, là phần footer. Phần footer này thì đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái icon của mạng xã hội. Thì chúng ta sẽ dùng một thẻ div và chúng ta chứa 6 thẻ A. Trong mỗi thẻ A là có một cái thẻ Y, là thẻ icon đấy các bạn nhé. Cái này trang này nó không đặt thẻ A này, bấm không bấm được. Nhưng trong thực tế thì sẽ đặt thẻ A đấy, vì cần phải link ra mạng xã hội nên là chúng ta cứ đặt thẻ A vào. Sau đó bên ngoài cái thẻ div chứa 6 cái icon này, chúng ta có một cái thẻ P. Cái thẻ P của chúng ta thì lại có một cái thẻ A ở chỗ này các bạn nhá. Thế nên là bây giờ đi tạo luôn này. Đầu tiên soi luôn ông này là ông ấy. À thôi, chút nữa soi cứ để sẵn này thôi. Bây giờ đi tạo cái thẻ div ở đây. Đặt cho class là social đi. Nó là cái mạng xã hội mà các bạn nhá, mạng xã hội mà. Đó, social list chẳng hạn, hoặc là đơn giản là social thôi cũng được tùy các bạn. Chẳng qua ở bên trên kia mình đặt là playlist với cả kiểu ticket list, thế nên là mình tuân theo một cái kiểu đặt của mình thôi. Chứ đặt nào theo ý hiểu của các bạn là được nhá. Trong này mình sẽ có một cái thẻ A. À đâu, thẻ A nhân mấy nhỉ? Nhân 6, 6 cái icon đúng không? Trong đó là có một cái thẻ Y. Được chưa? Tap một cái. Rồi. Thì trong cái thẻ Y này thì mình sẽ duplicate nó một cái để cho nó sẵn có class đi. Class bằng trống đó. Rồi bây giờ mình đi search class nhá. Facebook, Instagram này. Facebook này. Ok. Thì Ziplet chỗ này tất cả nó có cái tiền tố là TI luôn. À đây nhầm, từ đây. Đó, TI gạch ngang. Rồi, sau đó là đi thêm Facebook vào đây này. Instagram này. Insta, đây rồi. Sau đó là đến cái con bạch tuộc này là cái gì đây? Không biết, thôi sang thằng nào biết thì làm trước. Pinterest này, Twitter và LinkedIn. Pinterest này. Pinterest. Đây rồi. Twitter. Đây rồi. Và cuối cùng là LinkedIn. Đây rồi. Đó. Còn cái ông bạch tuộc kia nhìn xem có ông bạch tuộc ở trong đây không nào. Không có ông bạch tuộc, thôi lấy ông YouTube đi các bạn. YouTube cho nó thân thiện, nó nhiều người biết. Kiểu con bạch tuộc kia mình nghĩ rằng một số bạn biết thôi. Rồi,
Xem nào, ở đây này nó nằm ở tít dưới đáy đây này, đáy trang này, các bạn thấy không? Đó, đây này, nằm tận đây. Ok, thì kệ nó đấy, bây giờ đi làm tiếp. Thêm một thẻ P có cái chữ này. Bên dưới cái thẻ social list đúng không? Thêm cái thẻ P vào. P này đặt tên cái class nó là copyright, nó là cái bản quyền đi. Paste vào đây. Cái thằng này là có một thẻ A. Paste vào đây, giữa thẻ A đúng chưa? Ok, lưu lại. Rồi. Bây giờ đi CSS nhá, của chúng ta bây giờ đây, được rồi đây nhá. Đây nó đang hơi tụt ở góc. Đi CSS thì cho dễ nhìn hơn nào. Đầu tiên là xử lý cái padding của thằng footer đi. Đây xem ông này ông padding bao nhiêu. Trên dưới 64 trái phải 16 được chưa? Học lại cho nó nhanh. CSS vào đâu các bạn? Vào footer đúng không? Padding trên dưới gì ạ? 64 trái phải 16. Lưu lại. Đó, thế này đã. Bây giờ căn giữa nào. Tagline center. Đúng chưa? Ok, rồi bây giờ đi xem cái size của cái icon nào. Soi này. Mình để 24x24 đi, được chưa? Và soi luôn cái font size của cái chữ bên dưới này xem nó cùng nhau không. Nếu mà nó trùng nhau ấy, thằng này là 15 rồi, 15 pixel, thằng này 24 rồi. Giả dụ nó mà bằng nhau thì CSS cái font size vào cả cái thẻ to luôn thì nó ăn hết vào nhá. Còn bây giờ thì phải CSS riêng rồi. Đây thì CSS cho cái ông socialist này. Socialist thì chúng ta cứ để vào footer đi, nhớ đâu sau này nó lại thêm một cái gì đó đúng không? Đó thì bây giờ bắt đầu là chúng ta cho cái font size bằng 24 pixel. Lưu lại. Đó. Xem nào. Ok, của chúng ta nhìn nó có vẻ to hơn nhỉ. Nó không sao, to hơn cũng ổn các bạn nhé. Loại icon này nhìn nó khác nhau nên không sao cả. Vì thằng này là thẻ A. Vì nó là thẻ A đây này, thế nên là nó có cái gạch chân. Các bạn nhé. Đó, nó là cái thẻ A này bên ngoài nên nó có gạch chân. Thế bây giờ là mình sẽ đi CSS vào cái thẻ A. A này. Và mình sẽ gọi là mình xem nào, bình tĩnh. Cái màu này là màu gì? Màu này có vẻ là cái màu đen, nó opacity thôi nhá. Hoặc là các bạn soi xem có màu không. Nó là màu xám gì đó, soi xem nào. Một hơi mất công đi tìm. Khả năng nó đang kế thừa từ đâu đấy. Đây là màu đen hẳn rồi. Của thằng này nhìn nó không phải đen hẳn. Thôi tự làm, những cái này tự làm được mà. Các bạn có kinh nghiệm là tự làm được những cái này thôi. Cho nó cái color bằng thăng. À thôi, RGBA. Đó. Sau đó là cho cái độ opacity rơi vào khoảng 0.6. Rồi, bỏ cái text gạch chân của nó đi. Text decoration bằng none, đúng không ạ? Lưu lại. Rồi. Ok nhá. Bắt đầu cái di vào này nó lại còn mờ đi nữa này, di chuột vào nó còn mờ đi nữa này. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ làm cái hover ở đây thôi. 2 chấm hover. Cũng là cái màu này. Nhưng chúng ta giảm đi được mà. Đó các bạn nhá. Có thể giảm đi được là thành 0.3 thôi. Đó, xem nào. Của chúng ta hình như nhạt hơn bên này một chút. À, nó cũng ngang nghèo đấy các bạn, nó cũng ngang nghèo đấy. Thôi, để 0.4 đi. Đó, di vào người dùng người ta thấy có cái hiệu ứng là ổn rồi. Bắt đầu là đi xử lý cái nút ở bên dưới này, cái thẻ P bên này đúng không? Thì xem nào. Nó cách nhau bao nhiêu? Các bạn thấy không ạ? Cách làm nó giống nhau mà, đúng không? Làm cái nào cũng giống nhau mà. Để lên trên 15 pixel nhá. Để lên trên 15 pixel. Và cái màu nó cùng cái màu kia. Thế nên là mình sẽ cho cái class này vào này. Thằng footer copyright. Để lên top 15 pixel. Nó cũng có cái màu này luôn. Lưu lại. Đó. Ok thì đến cái thẻ A này thì nó cũng vậy. Thẻ A này thì nó cũng có cái màu như vậy. Thế nên là chúng ta xử lý như này. A. Và cho cái màu này vào. Đó, thì nếu mà các bạn đi tìm cái mã màu vào thì nhìn nó gọn hơn là cái kiểu RGBA này nhá. Nhưng dùng kiểu này thì nó cũng tiện các bạn nhá, vì các bạn thôi. Rồi xem cái nút này hover vào nó có điều gì không. À, hover vào nó chỉ là cái pointer thôi, thế thẻ A nó có sẵn rồi. Đó, các bạn thấy không ạ? Thì tốt nhất là mình nghĩ là cái nút này mình cũng nên thêm một cái gì đó vào các bạn nhá. Thêm một tí, một cái gì đó vào thì để cho nó giống thằng kia ấy. Đây. Đấy, phẩy này, cả hai thằng đều có cái hover đó nhá. 2 chấm hover. Rồi. Đó. Ok. Thu nhỏ lại nào. Đó. Ổn rồi các bạn nhé. Rồi. Thì video sau chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết để hoàn thành cái trang này các bạn nhé. Trong video này là hoàn thành cái footer rồi. Rồi. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.